Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô về con khỉ nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô về con khủng long các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con lạc đà cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nha. Các bạn, như vậy là con khủng long mình đã tô màu xong. Cảm ơn các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn, như vậy là con khỉ mình đã tô màu xong và đến lúc mình video kết thúc rồi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn như vậy là quên lạc đà mình đã tô màu xong. Mình các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô mở con mèo mèo. Bây giờ mình sẽ tô.
Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô ong thở các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô. Ngày hôm nay mình sẽ tô cá rô phi cho các bạn xem nha. Như vậy là tôm ngọt xong, không có tốt, bỏ lên đất một con. Các bạn thấy video này có hay không, để cho mọi người hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình nhé. Đó, các bạn như vậy là mình đã tô xong một video ong thợ rồi. Vậy là video mình đến là kết thúc rồi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Như vậy là con ong mình đã tô màu xong, các bạn thấy có đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp thì hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là cá rô phi mình đã tô màu xong, nếu các bạn thấy đẹp.